Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn, được xem là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Thủ Thiêm 2 tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, kinh phí lớn nhất trong các cây cầu tại thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này. Dự án có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, quận 1, vượt sông Sài Gòn và kết nối đại lộ vòng cung tiền R1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phía Thủ Thiêm, xe theo đường Mai Chí Thọ qua đường Tố Hữu đến tuyến R12 để lên cầu Thủ Thiêm 2. Với hướng từ cầu Thủ Thiêm 1, xe chạy thẳng đường Nguyễn Cơ Thạch vào đường Tố Hữu rồi rẽ vào đường R12. Cầu dự kiến có tên là Ba Son, một địa danh nổi tiếng của Sài Gòn.